Đây là một mẫu xe đến từ Forerunner quý vị, và đây là chiếc xe Forerunner quay cắt ok để thăm ngày đêm rất là đẹp luôn. Xe này thì bên này thì chỉ về mới về để hôm nay coi nhà cái ảnh đó. Forerunner quay cắt hàng trời, xe này thì là nó là hai chấm không đi cục bộ quý vị, hai chấm không đi cục bộ ở sau kia thì không còn trong cái lớp tiếp theo thì em sẽ lên chi để bên chị xem nha. Thì hôm nay thì em sẽ quay cho chị cái xe này trước, đời 2019 nguyên chị 2019 chất xe mới đi 75 ngày cho anh chị xem này, chất xe rất là đẹp luôn. Xe thì nước sơn màu đen nha, đây thì những con như thế này thì lấy từ được chất nước sơn nó không được thì để nhìn thì còn người biết ở cái này nước sơn thấy luôn và đăng kiểm là tới năm 2025 lần. Xe thì vỏ lớp này nó còn khá là dày dài rồi đó chị ơi, thấy nè con này thì nó là ống đi cực bô như chúng ta thì có đặc biệt kinh nghiệm cái phần đó là về đồ có vẻ cái biến thị này đó, và ở ngoài thì cái phần đây em đi đó về cái nghe hết tay nó chị đó, và bây giờ đó là cái bức tranh của chị luôn đó. Con này thì nó tiến trong này chị thấy nè, con ốc bức tranh của Ranger sàn cao su chứa là gì chứa da và kim tạo có chứa cung điện như thế này ha. Đây số là chế tự động hình thành rồi rồi sẽ lớn và vô lăng thì nó được kết hợp từ những cái nắp túi điện tử rồi dây chỉ cho bên kiểm tra đây sẽ là chưa mất mất tiền xe thì ảnh cửa cực kỳ là ảnh tay luôn đó. Đây là hàng ghế phía thứ hai nhận nhãn và ngồi được ba người đi đường xa đó là tuyệt vời luôn. Và cái này có cái tấm thật như hai quân và chỉ cần là nhanh 50 m ở trên cầu đường của mình đó. To rằng giờ hoài chắc con này đời 2019 và nó là mua đồ của 2020 nó đi nó đổi 5 ngày ra cả nhà hai cầu hình hậu phía sau những chuyển này rất là mới, không có bị rạn nứt cũng như không có bị khóa vào. Ở sau này thì mình có phần cảm biến ghe như là có thế camera lùi cho quý vị luôn. Đây là cái thùng phía sau này. Con xe này thì được cái đặc biệt đó là chủ xe không có đi công trình đó, mua xe về thì chủ yếu là đi dạo dạo chơi thôi, nên là nhìn cái cách thùng thì nó còn rất là tốt nha cả nhà mình ha. Và với chiếc Forerunner này thì đây xem ghế bên phía sau rất là sang, vô lăng thì rất thì để cứ bấm cũng như là có cái đường trên trên mà mình thấy đây xe thì công đi tới 73.287 cây thôi ha các bạn ha. Bây giờ em sẽ cúi xuống cái khung gầm cho cả nhà coi. Đây, khung gầm của con người thì rất là sạch sẽ. Nói chung là nó là một biển số Hà Nội, tuy nhiên thì chủ xe thì trong khu vực Sài Gòn bây giờ chủ yếu cả nhà. Đó, cho nên là khung gầm như chị thấy rất là mới luôn. Và xe của anh em thì sẽ bao cho anh chị kiểm tra hãng. Đó, bao anh chị kiểm tra hãng cũng như là hỗ trợ quay đầu, bao ngân hàng. Đó, hỗ trợ bao ngân hàng đó. Và cũng như là bao rút hoặc là gốc. Và nếu như chị là đang quan tâm cái chiếc xe Forerunner quay cắt này á thì hãy liên hệ trực tiếp với mã số 0923466999 nha. Em xin phép được đặt số cho mọi người nữa là 0923466999 nè. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.